công dưới đây. Chết gà nghe mọi người. Nó năng mùa anh V2. Cái tội phá hoại nha anh em. Cứ vô nhà, cứ vô nhà phá hoại. Bắn cho nó viên đi luôn nha anh em. Đang bắt nước mần nó nha anh em. Này, nước mần đó, nó bên đây nè. Tội phá hoại nè. Để lấy cây cân ra cân thử cho anh em coi là nhiêu ký nè. Để cân cho anh em coi. Ký 9. Con gà ướp như vậy xong rồi giờ mình đem đi hấp cách thủy nha mọi người. Hôm nay có xả tỏi, sa tế, làm món gà hấp tỏi nha. Anh quậy cho tan ra rồi quay cho anh coi nha. Chính cho nghe mọi người. Gà hấp tỏi. Mưa luôn rồi. Ăn gà với trời mưa luôn. Gà sau khi xé xong. Xé xong mà nhìn thấy một mâm luôn. Phá hoại của gà cũng lên nghĩa. Nhìn ngon chưa mọi người? Mời anh em ăn cái đùi gà với mình nha. Nha mọi người. Ăn với trời mưa luôn nha. Ăn gà với trời mưa. Cái nước chấm thần thánh. Clip mình tới đây cũng xin kết thúc nha anh em. Anh em là thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha.